Chào các bác, hôm nay tôi hứa các bác là sẽ trồng cây ổi nhá, nên mới mua nhá. Qua tối và tối mịt anh em về mới đi xin một ít cái đá thấm thủy, một số cái chậu người ta bỏ đi nhá. Vẫn còn dùng được, nên mình dùng để cho trồng ít cây thuần lên, xong rồi có điều kiện xây chậu đẹp sau đấy, mấy cái tảng đá thấm thủy này sau để ghép xanh chi hoặc là nam bộ. Một cái an chậu tiếp mấy cái an sứt này, lại mấy đá thấm thủy rồi thì ghép lên nó sẽ ok đấy, nhưng mà để có thời gian là bây giờ trồng ngay cái ổ nó chết đấy. Ngày xưa người ta gọi em là đồng nát mà bác, đồng nát vì là từ cái thời mà em học đại học ấy, thì những năm học đại học thì cứ lang thang ở đồng nát nhặt nhạnh các thứ đồ điện tử về nhựa nhợn ấy. Ngày nào cũng lang thang đồng nát, đâm ra có khi là nhiễm máu cứ đi nhặt nhạnh này chơi này, em thích như thế quá, nhiều khi có tiền cũng không muốn mua đâu đấy. Thì là một ít đá thấm thủy một chậu, còn vào còn một cái an ở kia để trồng cái ổi nha các anh. Thì quay trồng cái ổi không biết là nó trời đã sắp tối rồi, không biết có kịp quay không, nhưng mà quay đến đâu hay đấy để bác xem, không có thể sẽ có video để nói về cái quá trình mà em tạo lại dáng cây này. Tại vì cây này ý định của em là sẽ tạo lại dáng chứ không để dáng này. Nhưng bây giờ hôm nay là trồng đã đấy, quả tiếc là vặt hết rồi bác, quả tiếc không nọ như nọ vặt hết rồi. Em định trồng lên an này, nó bị mất cái đôi đấy, một ít phân chuồng mục đây, một ít đất thịt đấy để trồng các bác nhé. Em định là trồng cái an này và xếp những cái đá lên xem có ra gì không, nếu không thì không cần nhà nó nha. Đấy, cứ thế là làm cái siêu thế này thôi, làm cái siêu ra siêu rồi, ổi ra siêu.
Có bác là cây này nó ngày xưa nó trồng những chậu khá là thuần. Đấy, nhìn này, gốc vẫn còn nguyên bầu của chậu dễ này nhé. Đấy, chứ không phải là nào ở dưới ruộng đây đâu. Bệ đây. Sau muốn nó lộ cái bệ này hơn nữa thì em để nó nổi lên tí. Đấy. Tay cầm nhé. Tay em các bạn nhé. Đấy, đò đấy. Thích nhất là quả, đang có quả. Nhưng mà sau em cắt hết đi. Không để này. Đây các bạn nhìn hoa này. Đấy. Cái quả mà chín lúc nọ thì cắt hết rồi, vứt hết rồi. Đấy. Đây nó còn sót lại quả non nào. Ở đâu đây? Đây, đây, một số quả non đấy. Không hiểu người ta trồng chậu cái gì mà nó tốt như thế. Đó là trồng các bạn nhá, một tối. Thank you.
rồi. Thử để mấy viên đá xem có ra gì. Có sao dùng vậy không ạ? Ra gì không các bác? Giảm tạm nhỉ? Có sao dù vậy? Vấn đề bây giờ là phải đắp đắp cái ụ đất ở trên cho cái bầu cho nó mát, không có thì phải phủ một cái lớp mà lớp bao ấy. Thì sẽ bầu lên sống đã. Như thế này thì khô hết dễ. Khô dễ. Thêm đất. Chắc có lẽ phải lấy ít bùn các bác. Đất khô này thì trôi hết, chờ một tí nha. Đó các bác là vừa này xuống ruộng một ít bùn này, rổ bùn này để đắp vào kia thì nó mới ăn liền được.
Đây được. Đây. Làm sao cho cái nấm nó đẹp đẹp tí, nó hợp lý tí là được. Thở đi đã. Mệt. Hơi cao, hơi lấp bất bệnh. Mà nó xé ra thì hơi bất. Có khi phải để cho nó một thời gian gì đó nhỉ. Nó tự nó mưa, gió nó dã xuống. Đấy. Tưới nước cắt hết này như thế này. Đó. Đẹp thế, nhìn cây đẹp nhỉ. Đây quả ăn luôn đấy nhỉ. Quả lắm. Thank you.
Mẹ trên đây nó mẹ dọc đỡ lời thôi.
Đấy. Hơi lôi thôi các bác nhỉ. Hơi lôi thôi. Đấy, nhưng mà sau này sẽ ổn thôi. Đấy. Bây giờ tối không kịp cắt, nhưng mà mai sẽ xuống hết lá để cắt. Cắt lại cây này, có thể sẽ thành cây phôi các bác. Nhưng mà về cơ bản nó sẽ là con cây siêu, ổi dáng siêu. Và ngọn của nó sẽ là cái cành này, chứ không phải cành giữa, cành cái này nhá. Rất có thể em sẽ cắt vào cái cành giữa kìa. Đấy. Còn để thế này là chơi cực kỳ già, sau dăm nó tự nó đẹp, nhưng mà làm cho nó khó mà hoàn hảo được. Đấy thì nhiều khi phải hy sinh. Mình xác định mình làm một cây phôi đi. Đấy, mấy hòn đá thì bây giờ cũng được dùng đến rồi. Số xấu thế nhưng mà cũng che đi cái bùn đất bẩn thỉu, phân do. Các này, cái chỗ này sau nó rêu riếc nó mọc lên thì nhìn nó đỡ lên nhanh hơn. Như thế thì cắt gạt cái bệ ra sau. Giờ để nó sống đã, ẩm ướt nó sống. Không có gà nó bới. Đó. Mặt sau. Rồi. Xin cảm ơn các bác nhé.